Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ mở series Big Simon song song với series Công viên Khủng long luôn nha. Bản mình đang chơi là bản 7.0. Đó, nó có cập nhật thêm game thứ 7 cũng như là các Pokemon Sun and Moon nữa. cái giao diện cho Pokemon khởi đầu của chúng ta nó cũng rất là mới luôn. Quá đã. Ở đây thì mình sẽ chọn em Litten ở game thứ 7 làm Pokemon khởi đầu nha. Ok. Để mình chỉnh cái minimap cái đã. Rồi, mình sẽ xin sử dụng một cái lệnh, đó chính là Game Rule Keep Inventory. Đây là lệnh chết không mất đồ nha các bạn. Và song song đó là cái lệnh Game Shark Try. Đó, vì cái structure trong đây nó hay bị lỗi lắm. Chúng ta vào game là phải chỉnh ngay. Ở đây mình sẽ tắt cái Raw Line này đi. Rồi, ok. Và cạnh đây nó có một cái ngôi làng luôn. Và có một cái nhà của thợ rèn luôn nè. Để anh vô thử có gì không. Để mình sẽ chỉnh là chế độ Peaceful. Đây chúng ta chỉ bắt Pokemon thôi, nên không có đi tiêu diệt quái hay gì cả. Rồi, nhà của thợ rèn quá tuyệt vời. Chỗ này nó cho mình cũng khá sắc ha. Aurus nè, kim cương nè, Dragon Game nè, và Steel Chim. Một cái búa aluminum, bánh mì và táo. Chắc mình nghĩ còn táo thôi, bánh mì không cần đâu. Ok, một cái Aurus. Một cái còn cầu khá xịn ha. Quá tuyệt vời luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái công việc sinh tồn. Chỗ này nó bị sao vậy? Mình đi ra đây chặt gỗ cái đã. Mới thấy có cái cây ở đây. Có được cái búa, được 6 cục sắt sẵn nữa, khá xịn rồi. Rồi chặt gỗ thôi anh em ơi. Đó, bắt đầu công việc sinh tồn. Lúc nào cũng phải chặt gỗ trước. Wow, cái cây này nó cao quá ha. Chắc mình chặt tầm 4 khúc thôi. Rồi mình sẽ dùng cái Vein Miner chặt cho nó lẹ. Rồi, ok. Dùng Vein Miner. Mà trước tiên mình sẽ tạo luôn hai cái cấp đó. Một cái rìu rồi, quá xịn rồi. Cái này cái gì đây? Hạt giống thôi, không cần đâu. Rồi mình sẽ sắp xếp mấy cái cấp này đi. Ok, sử dụng Vein Miner thử chặt hết cái cây này không ta. Chặt hết em à. Được khá là nhiều táo luôn, xịn xịn nha. Rồi, quá chừng sắp linh luôn. Sắp linh này thì các bạn có thể sử dụng nó để mà nung cũng được, cũng rất là tiện. Ở trong đây nó có hai cái lò, nhưng mà thôi, mình sẽ không lấy ở đó đâu. Bây giờ mình sẽ cần một cái chỗ mà để đi đào đá cái đã. Wow, ở đây có một cái hang luôn nè, xịn xịn nha. Và có cái con gì đó trong đây luôn. What the hell. Mình sẽ tạm lấy thêm một tí đá đi. Đào khá nhanh, xịn ta. Cấp sắt mà. Đào không nhanh sao được. Rồi, tạo trước hai cái lò nha. Còn lại mình sẽ tạo luôn hai cái cấp bằng đá. Cấp sắt này thì các bạn có thể sử dụng để mà đào aluminum cũng được nè. Cái lò này thì mình sẽ đi nung. Trước hết là nung cái này trước nè. Đây, mình sẽ nung than các bạn ơi. Rồi, ta lấy cái cúp đá này đào đi. Lấy thêm một tí đá nữa. Nó có than sẵn luôn nè. Hy vọng nó không tối nha. Ok, có được cục than rồi nè. Rồi, xịn rồi. Trên đây nó có thêm một mớ ruby. Vật đại diện cho Crowden. Ok, có thêm than càng tốt. Quá tuyệt vời luôn. Ta sẽ trong khi chờ nó nấu thì mình sẽ tạo thêm mấy cái torch này nè, cái đuốc. Đây chắc mình cũng không cần cắm đuốc đâu. Rồi, nghĩ là như vậy là được rồi đó. Chắc tạo luôn một cái rìu bằng đá đi cho nó an toàn.
một cái sẻng đá. Đó. Rìu đá, sẻng đá. Còn cái rìu gỗ này chúng ta sẽ vứt đi. Vứt mấy cái sapling này đi luôn. À, cái rìu đây rồi. Wow, quá chừng đồ luôn, quá xịn. Rồi, đủ đủ đuốc để chúng ta có thể đi khám phá rồi. Ok. Rồi, để mình thử đặt một cái coi. Ở đây nó có thêm Ritto nè các bạn. Ui, con Gengar sao á? Con Gatti, không phải Gengar. Gengar như nó đâu spawn đâu. Phải trade nó mới tiến hóa được. Ủa, có sắt nữa nè. Lấy thêm một mớ sắt nữa. Ngon cream. Đây là aluminum nha. Aluminum và cái nguyên thủy của nó là bauxit. Đây là cái quặng để chúng ta có thể nung ra nhôm đó. Ok, một cái hang xịn bò ha. Quá đã luôn. Cái hang rộng quá. Sướng nha. Có con sắp ai ở đây luôn. Sắp ai. Đây là amethyst nè. Khá là nhiều loại khoáng sản ở trong đây. Con Zizagin ở đây nữa hả? Boss Zizagin. Rồi, chỗ này sâu lắm. Mình sẽ từ từ đi xuống. Đi mấy cái đường bình thường trước cái đã. Ở đây, sắp đây rồi. Sắp đây rồi. Đây, mình sẽ trồng copper stone lên. Đó, đào thêm một tí sắt. Ngon tree mời. Aluminum. Aluminum thì chắc cần để chế tạo máy thôi. Chủ yếu là sắt để chúng ta tạo ra những mấy cái đế cầu ấy các bạn. Mình tạo thêm một cái cây cấp bằng đá đi. Xi cua cho nó chắc ăn. Cái điều đá này nhìn lạ nha. Hình như mặt trăng vậy. Á chừng luôn. Có thêm than nữa nè. Gãy mất tiêu cái điều của tôi. Rồi, còn cái quặng than nào dính ở đây không? Hình như là hết luôn rồi. Cũng khá là may. Phải là than với sắt. Chúng mình sẽ tạm không cắm đuốc nữa đi. Vì mình có cài cái dynamic light á, đi đâu nó cũng sáng, nó tự sáng theo. Đó. Nếu mà các bạn cầm đuốc hay là cầm glowstone hay là cái đèn bí ngô nó cũng sáng hết, xịn lắm. Ok, vậy là cái chỗ này đã xong rồi. Ui, mấy tí là rớt xuống lava rồi. Còn đường lên. Bên đây là nước hả? Con Robin Rola này nè. Ngon stream nha. Than nhiều nha. Khoáng cũng rất là nhiều luôn. Nó thông với bên đây hả? Rồi, thêm tí sắt nữa. Sắt chúng ta cũng vẫn chưa được một stack. Vẫn chưa được dồi dào cho lắm. Đây nó có một cái đường lên nữa hả? Cũng hay nha. Ok, chúng ta sẽ lên đây. Thử lên đây xem có gì. Con boss sắp ai dưới kìa. Nhưng mà mình chắc còn yếu nên không có dám đánh đâu. Ok, xịn nha. Rồi, cái hang này coi như tạm xong rồi. Ây da, con này thách đấu mình. Và cái bản cập nhật này nó cũng có thêm cái hiệu ứng nữa các bạn à. Đây, mình sẽ dùng chiêu Ember. Ây da, sao chúng ta không thấy. Đó, nó phun ra lửa các bạn thấy không. Coi lại nè. Đó, rất xịn luôn. Cái này mình không có cần. Mới cập nhật đó. Chung là bản mới này cũng rất là xịn luôn. Ok, mình coi mình có nên đi về làng mà mình ngủ đó không ta. Thôi, chúng ta nên đi về làng đi. Và đi nung mấy cái đồ này cái đã. Đây có con Marip.
Con boss Marit. Để mình lấy tí len. Đó. Lấy một tí len nữa. À, lấy một tí len chỗ này nữa. Chắc không ai biết đâu. Ok. Mình sẽ kiếm cái nhà nào đó bự để mình ở kế anh dân làng. À, cái nhà này quá thiệt luôn rồi. Chúng ta sẽ đi thắp đuốc ở đây. Đó. Tha. Và ở chỗ này cũng vậy. Ở đây cũng vậy. Trên đây một cây nữa. Rồi, đủ rồi. Dưới đây một cây nữa. Bên đây một cây nữa. Ok. Rồi, mình tạo luôn cái giường đi. Oh, giường màu đỏ. Nó có phân biệt màu nữa. Xịn lắm. Chắc rồi, thiếu đá để tạo thêm lò rồi. À, thôi kệ. Mình sẽ cho nung hết mấy cái này đi. Sắt nè. Rồi. Thêm được mấy cái rương nữa nha. Thêm được mấy cái rương nữa. 7 cái rương hả? Mình sẽ tạo thêm một cái nữa. 8 cái rương. Đó, để chúng ta tạo thêm 4 cái rương lớn. Để đâu cho hợp lý ta? Chắc để bên đây quá. 4 cái rương lớn. Hồi cái này chỗ này thì nó hơi bị chắn đường một xíu. Chắc là chỗ khác hợp lý hơn. Ở đây cũng được nè. Đó. Quá xịn còn gì. Ok, mình sẽ tạm cất than ở đây nè. Và một vài cái khoáng ở đây luôn. Đây, mấy cái này mình chưa cần cho lắm. Táo cũng chưa cần luôn. Silicon. Rồi. Rồi, cất nhiêu đây lại đi. Ok, để mình làm giấc ngủ đầu tiên trong ngày cái đã. Rồi, ngon rồi nha. Cứ để cho nó nấu đi. Thì bây giờ mình sẽ đi tiếp tục đi thu thập mấy trái apricot, mấy trái mà tạo ra những cái quả cầu á. Cũng như là đi kiếm mấy trái berry luôn. Ồ, Zoru. Ồ, đá vậy. Xịn nha. Cái thằng mèo. Mèo đây kêu gì vậy? Zoru. Ồ, có con bun nè. Buns. Con này là bóng điện đỏ. Rồi, rất nhiều Pokemon. Quá đẹp. Cái làng đây nó không có apricot sẵn nha. Không có một cây nào luôn á. Chúng ta phải lặn lội đi tìm thôi. Ồ, lại thêm một cái hang mới nữa. Nhưng mà mình thấy vậy là đủ rồi. Khi offline tập này chắc mình sẽ đi đi mai sao. Wow, quá chừng mất mon. Quá hình. Ở bên đây mà có một cái Ultra Chest này các bạn. Chúng ta đi qua thử coi. Ở đây, có cây apricot rồi nè. Ta-da, đây là cây Ring Apricot. Quá đã. Phải lượm mấy trái này về nè. Combi này, chắc mấy con boss mình sẽ tắt nó đi. Kiếm đường lên coi. Ồ, cho mình Rat Game. Rat Jam. Cũng không ổn cho lắm. Mình đang xài một cái món hệ lửa mà. Đây. Có một cái cây berry rồi nè. Đây là Reba Berry nha các bạn. Hay quá, mình vẫn còn nhớ tên tụi này. đây nữa nè. Reba Berry, tiếp tục. Quá chừng luôn. Để bên qua mình lượm cái Pokéjet này cái đã. Được một cuốn phim. Và lại thêm một trái Ring Apricot nữa. Được một cuốn phim. Mình không có máy ảnh.
Thêm nữa nè, đây là pomade berry xịn nha. Đó, vào mấy cái khu rừng như này dễ kiếm được berry cũng như apricorn nè. À, mình thấy được một quả rồi. Ta-da! Quả màu vàng, quá xịn. Ồ, trong đây nó có một cái Master Jet nè. Xịn nha. Ồ, được Grab Knock. Grab Knock. Cái này thì mình đâu có đâu, đâu có bông hành lá đâu mà cho nó học. Mimikenda hả? Mimikenda, quá xịn vậy. Ở đây đây. Ồ. Blood Slug gì nữa nè. Quá chân đồ luôn. Flat. Mấy tập đầu mà đi nhặt mấy cái này chúng ta có thể đi bán và mua quả cầu được, rất là xịn luôn. Ok. Mình sẽ đi tìm thêm mấy trái apricorn cái đã, mới có hai loại thôi. Để tìm cho đủ 7 loại apricorn và 6 loại berry. Để tập sau chúng ta có thể tạo một cái khu vườn. Đây có một cái khu rừng nè. Ui, có thác đẹp quá vậy. Ui, quá ngầu luôn. Để mình lên trên cái đồi trước mặt thử có cái gì hết không. Trên đây có gì không ta? Wow, nó khá cao các bạn ơi. Ok. Có gì hot hay không? Trời ơi. Cho đây không. Ê, mém tí là té rồi. Không có cái gì ở đây hết vậy. Rubin hả? Ồ, mình nhớ đây con, hồi đó con này nó nhỏ xíu à. Ồ, cập nhật nó rất là bự luôn. Ui, đã vậy. Xịn nha. Ồ. Ồ, hàng rào làm từ cái này đẹp quá vậy. Được đó. Thử mấy này có bán cầu không hả? Ui, bán mắc vải. Rồi để mình vô bán Red Knot nè. Bán luôn cái flat này luôn. Đó. Bán mắc quá không chơi đâu. Tiếp tục đi tìm thêm apricorn nào. Như đây là cây màu, ui màu vàng. Đâu có cần cái này đâu. Có rồi mà. Phải thêm một cái màu đỏ nữa nè. Chúng ta mới có ba màu à. Trời ơi, không hay cho lắm. Ồ, Metal Cord Steel Game nè, Aluminum Hammer. Một cái giày nè, cũng xịn. Ồ, một cái giày, một cái nón. Được rồi. May quá chúng ta lại thêm một cái Aorus nữa nè. Có mấy cái Aorus thì chúng ta có thể đi câu được. Và cơ hội gặp Super Rush là rất là nhiều. Ồ, lại thêm mấy cái Picon này nữa nè. Kakuna. Wow, xịn nha. Hơi bị chóng với Pokemon nó ở đây. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Ồ, bản cập nhật này gọi là phải thật là đáng giá đó các bạn. Kakuna, ôi Pikachu. Wow, xịn nha. Nó được làm lại rồi, Pikachu. Và như cái con Rublin nãy là nó cũng được sửa cái kích thước lại các bạn. Ồ, một cái mèo. Thôi, không lấy đâu. Nó được sửa kích thước lại đó. Chứ không là nó chút xíu à. Đây, một loại berry mới. Đây là Collard Berry. Tiếp tục đi qua cái rừng bên đây kiếm thêm Apricorn và Perry nào. Oh, Shiddot. À, xịn nha. Rublin. Con này bự. À, con này là boss. Nhìn nó xanh lè. Ghê vậy. Shiddot.
Để mình đánh với con này thử nha các bạn. Mình có thức ăn nữa. Ta sẽ cố gắng. Ember. Đó, các bạn thấy quăng lửa không? Ember. Oh, đã thiệt. À, được một cái chỉ nè. Chỉ thì mình rất là cần để làm ba lô. Một cái màu trắng nè. Ngon. 1, 2, 3, 4, 5 loại. 5 loại rồi, 2 loại nữa. Loại màu đen và màu xanh da trời nữa. Màu lục thôi. Ủa, con gì đây đẹp vậy? Wow. Con chim đẹp vãi. Ồ, xịn nha. Quá đã luôn. Ờ, à, thêm một loại Perry nữa nè. Là Keep Side Perry. 1, 2, 3. 3 loại Perry hả ta? Sao ít như vậy? Trời, nó muốn tối luôn kìa. Chúng ta sẽ cố tìm trong buổi tối ngày mai nha. Wow. Ở đây, đây, đây. Thêm loại Perry nữa nè. Đây là Honeydew Berry. Khá xịn. Loại màu xanh. Còn cái nào khác không ta? Ok, ngủ phát nào. Mai mình lại lên đường tiếp. Thêm ra chỗ chữ A này nè. Rồi chúng ta sẽ remove cái chữ A này đi. Tiếp tục cuộc hành trình thôi. Ngay đầu nó hơi bị khó khăn một xíu. Từ từ chúng ta sẽ đỡ hơn thôi. Ồ, màu hồng. Màu hồng mình có luôn rồi hả? Rồi, thiếu hai màu thôi. Màu đen với màu xanh nước biển. Xanh da trời gì nữa thôi. Perry nhiều đó. Trồng mấy cái cây, Perry này là phải chăm sóc kỹ lắm các bạn. Ồ, màu đen. Phải canh canh thời vụ để mà thu hoạch nó nữa. Chứ không là nó chỉ cho ra có một quả thôi. Wow. Wow. Đây là Tomato Perry nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đủ 6 loại Perry rồi. Giờ chỉ thiếu một loại Apricorn nữa thôi. Màu lục không nè. Màu hồng nữa chứ. Ồ, cái này màu gì vậy? Hình như nó là màu lam. Cha, cuối cùng cũng là đủ. Ok. Rồi, bây giờ mình có thể đi luyện cấp thoải mái rồi các bạn ơi. Chắc mình sẽ dùng luôn cái lệnh Pokéheal để mà luyện Pokemon cho nhanh nha. Đây. Đó, tiếp tục luyện Pokemon thôi nào. Ồ, Sandred cấp 5. Trời ơi. Cấp 5 là chết chắc mày rồi. Nó bị cháy nữa kìa. Đánh mấy con này để mà lấy da nó các bạn ơi. Đó. Nó còn cho thêm berry nữa mà. Ủa, mèo. Hello mèo. Con mèo đi đâu vậy? Mày chết chắc mày rồi. Ui, nửa cây. Hay quá. Ui, nó bốt cái gì vô mình á.